Chào cả nhà. Sau khi mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của mọi người gửi đến mình, hỏi là cái cây măng cụt, nghe nói là có măng cụt Việt Nam và măng cụt Thái, thì làm sao để phân biệt được đâu là cái cây măng cụt Việt Nam và đâu là cái dòng măng cụt Thái? Thì hôm nay mình ra một video chia sẻ cho mọi người cách nhận biết cây măng cụt Việt Nam và măng cụt Thái rất là đơn giản. Đây là măng cụt Việt Nam nha cả nhà. Măng cụt Việt Nam á, thì mỗi cái cơi lá nó lên, nó chỉ lên hai cái lá thôi đó. Mọi người quan sát nha, để mình quay sát lại cho coi nè. Nó lên là nó lên chỉ có hai lá, hai lá ha, lá cặp ha. Và đồng thời cái lá măng cụt Việt Nam mình nó bé hơn măng cụt Thái chút xíu. Măng cụt Thái thì nó lên là nó lên cơi ba lá, và đồng thời cái lá nó thì to hơn măng cụt Việt Nam mình. Thì măng cụt Việt Nam với măng cụt Thái để mà so với nhau thì cái nào cũng có ưu và có khuyết. Ví dụ như măng cụt Việt Nam mình thì trái nó có thể bé hơn măng cụt Thái, nhưng nó lại thích nghi với khí hậu Việt Nam mình đó, nó thuần luôn rồi nên trái nó ra nó dễ đậu, nó sai trái hơn đó. Còn cái trái mà măng cụt Thái thì nó to hơn một chút xíu, nhưng cái khả năng đậu trái của nó thì kém hơn 90 với Việt Nam của mình ha. Thì mỗi cái đều có cái ưu cái khuyết chút xíu, quan trọng là mọi người thích cái dòng nào thì mua cho đúng giống để về mình trồng cho nó ưng ý. Thì mọi người cũng biết măng cụt là cái loại trái cây và nó là đặc sản, gọi là nữ hoàng của các loại trái cây, bởi vì cái dòng cây này nó rất là bổ cho sức khỏe, rất là tốt, nên thường thường á, mình trồng là hiếm khi nào bị rớt giá lắm nha cả nhà. Và đặc biệt cái cây măng cụt này á, thì tuổi thọ của nó trên 100 năm. Bởi vậy mọi người mua cây măng cụt về trồng thì nhớ lưu ý là nên mua cây từ hạt. Cây bên mình á, thì cây từ hạt nhưng mà đủ kích cỡ nha cả nhà. Có cây trung và cây lớn. Cây này cao cỡ 1,5 m nha. Rất là nhiều cơi lá rồi, cây rất là khỏe mạnh. Đó, cây cao chót vót luôn cả nhà. Về trồng rất là nhanh có trái nha. Đặc biệt măng cụt này thì mọi người nhớ là mua trồng từ hạt để cây nó được bền. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà.